đến với bản tin tối của ống kính hậu trường. Sau đây, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức hot trong ngày. Vừa thông báo kết hôn, Puka đã lộ nghi vấn mang thai. Thông tin này khiến fan của cặp đôi hết sức xôn xao. Trải qua 4 năm yêu đương thì Puka và Kim Tuấn Kiệt cũng chính thức xác nhận mối quan hệ với công chúng. Mới đây, Phát La đã đăng clip cho biết đã tập văn nghệ, sẵn sàng quẩy trong đám cưới sắp tới. Đồng thời, nam diễn viên cũng hé lộ cặp đôi chuẩn bị đón con đầu lòng. Trong đoạn clip, ngoài gửi những lời chúc hạnh phúc, Phát La làm rộ nghi vấn Kim Tuấn Kiệt và vợ tương lai đã có tin vui qua cầu úp mở rằng cặp đôi này sẽ thông báo vào dịp đám cưới sắp tới. Cụ thể, Phát La nói: "Tôi rất bất ngờ khi thông tin cầu hôn được công bố ra, còn chuyện Puka có bầu thì hiện tại Phát La chưa dám nói. Sau khi các bạn đám cưới vào tháng 11 thì các bạn sẽ công khai. Chúc cho Kim Tuấn Kiệt và Puka sớm có quý tử nha." Nhiều người cho rằng đây là hin Puka và Kim Tuấn Kiệt có song hỷ, tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng Phát La chỉ nói đùa để trêu ghẹo cặp đôi. Trước đó, Hòa Minzy cũng mong được nhả bìa sinh con, còn nhiệt tình đòi tặng lại những bộ đồ sơ sinh của bé Bo cho Kim Tuấn Kiệt và Puka để cả hai nhận may mắn sớm lên chức. Đáng nói, Kim Tuấn Kiệt còn thắc mắc rằng liệu em bé là con gái thì có mặc được đồ của quý tử nhà Hòa Minzy hay không? Màn tương tác của Kim Tuấn Kiệt và Hòa Minzy cũng khiến cư dân mạng cho rằng nam diễn viên ngầm xác nhận sắp làm bố bỉm. Tuy nhiên, trong lần lộ diện gần nhất, Puka trông vẫn rất thon gọn và không có dấu hiệu mang thai. Đồng thời, Kim Tuấn Kiệt cũng đã đích thân phủ nhận trên trang cá nhân. Lan Ngọc tình từ với người tình màn ảnh tại Mỹ. Cặp đôi thường xuyên được fan đẩy thuyền tích cực vì quá đẹp. Vừa qua, Ninh Dương Lan Ngọc đã đến Mỹ để chuẩn bị tham dự show thời trang trong khuôn khổ tuần lễ thời trang New York. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc xinh đẹp khiến fan trầm trồ. Đặc biệt nhất, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ngọc nữ V-Biz bị bắt gặp nắm tay, dính như san với một sao nam V-Biz. Không ai xa lạ, Mỹ Nam sánh đôi bên Lan Ngọc chính là người mẫu, diễn viên Lê Xuân Tiền. Có thể thấy, cả hai tỏ ra vô cùng thoải mái và vui vẻ khi xuất hiện bên cạnh nhau. Lan Ngọc, Lê Xuân Tiền dành cho đối phương những cử chỉ tình tứ, cùng quay clip trông rất xứng đôi vừa lứa, khiến fan hâm mộ phải nhiệt liệt đẩy thuyền. Trước đó, Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền là bạn diễn ăn ý trong phim điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu 2, 3. Không chỉ trong công việc, cả hai còn là những người bạn thân thiết ngoài cuộc sống. Có thời gian, cả hai bị vướng nghi vấn phim giả tình thật. Lan Ngọc lên tiếng, bản thân tôi làm diễn viên đã lâu rồi, nên những vấn đề như thế này, nếu người ta quen mình thì họ sẽ phải hiểu. Chẳng thể nào vì làm nghề mà cứ đóng một phim là phải suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Nếu như vậy thì không làm diễn viên được đâu. Hương Giang và những pha lật mặt như bánh tráng. Nàng hậu khiến hai chị đại tức tối với những màn chơi game của mình. Cũng đồng tình với chị Hà, nhưng em sợ đội của em là thế này thế kia nên em chọn đội khuê. Đi về. Đánh cháu khái niệm hơi nhiều, định nghĩa do em tạo ra luôn. The New Mentor hiện đang là show thực tế hot hit dành cho người mẫu. Bên cạnh sự xuất hiện của những cái tên nổi bật, những drama trong chương trình xuất phát từ cái tên Hương Giang cũng đang khiến chương trình có sức hút hơn bao giờ hết. Bị Hà Hồ quát thẳng mặt vị không công tâm. Ngay từ buổi đầu công bố chương trình, Hương Giang đã gây chú ý khi phát biểu rằng sẽ lấy lại hào quang và vị thế cho người mẫu cũng như hứa hẹn rằng sẽ chọn ra một vị quán quân xứng đáng. Trước đó, ở tập 4 The New Mentor đã diễn ra drama giữa Hồ Ngọc Hà và Hương Giang. Theo đó, nữ hoàng giải trí đã nổi cơn thịnh nộ với Hương Giang vì cho rằng đàn em đã chơi chiêu, loại đi những thí sinh mạnh, đi sai với tiêu chí của chương trình. Thì em nghĩ chắc đổ của em thì có. Em nói á, là phải công tâm, nhưng mà em sợ đội của em không được an toàn, em phải chọn cái đội của khuê. Cả hai đã có màn tranh cãi vô cùng căng thẳng, đặc biệt là Hồ Ngọc Hà. Trên set quay, drama khép lại bằng hành động Hồ Ngọc Hà kéo học trò bỏ về. Đi về! Bị Thanh Hằng bóc mẹ đánh tráo khái niệm. Trong tập mới nhất của chương trình The New Mentor, Người Mẫu Toàn Năng, thì các thí sinh phải vượt qua thử thách quay TVC. Hai vị huấn luyện viên sẽ liên kết vào một đội. Sau cùng, đội của Thanh Hằng và Hà Hồ đã giành được chiến thắng, bảo vệ được sự an toàn cho 6 chiến binh. Sau thất bại mất đi liên tục các thành viên, Hà Hồ là người được quyền loại 2 trong 4 thí sinh của đội Hương Giang hoặc Lan Khuê. Cuối cùng, hai thành viên của đội Lan Khuê là Alita và Trần Thùy Trang phải ra về. Hương Giang an toàn giữ đội hình 6 người. Sau biến căng khiến Hà Hồ tức giận ra về ở tập 4, Hương Giang bất ngờ nói: "Nhưng mà thực ra dù muốn dù không thì có thể thấy là khi mà bớt đi thì ngay tập sau có rất nhiều lợi thế, thì cơ hội chiến thắng nó cao hơn." Ngay lập tức, một cuộc đối đáp căng thẳng diễn ra. "Thì cơ hội chiến thắng nó cao hơn." Đánh cháo khái niệm hơi nhiều, định nghĩa do em tạo ra luôn. "Đúng rồi chị, lúc mà chị mất thì tập sau chị thắng." "Vì sao có lúc dẫn vô em nổi nóng với mọi người, em hoang mang, em làm mọi cách luôn." "Nổi nóng gì? Lúc nghe em nhìn chị hiền từ mà chị nói em nổi nóng." Thôi, chấm dứt. "Hôm nay chúng này em với chị không hợp nói chuyện đâu, thôi đi." "Chả là kéo bông rồi đó." "À, tính hối lộ hả?"
hàng loạt meme ra đời. Bỏ qua drama thì phải nói cái tên Hương Giang đã góp phần thêm gia vị vào The New Minh Chùa với loạt biểu cảm và phát ngôn khó đỡ của mình. Màn đập mũi xéo sắc với một cú lật kèo, wow, là như thế nào? Hết luôn. Ngồi coi drama cuối tuần cùng Giang. Đứng hình trước Superman Tour Bảo Ngọc. Ủa đạo diễn ơi, sao thay đổi kịch bản của chị vậy? Em có thay đổi đâu, bạn đổi mà. Bay, bác cố ơi, hết giờ đến nơi rồi Ngọc ơi. Chipu tiếp tục gây bão mạng khi tham gia game show nổi tiếng tại xứ Trung. Thông tin này của nữ ca sĩ khiến cộng đồng mạng xôn xao. Sau thành công tại Đạp Gió 2023, Chipu đã có thêm một lượng fan khủng ở trong và ngoài nước, nhất là tại thị trường tỷ dân. Chipu trở thành nghị sĩ Việt đầu tiên tham gia và giành lấy tấm vé debut trong chương trình. Hiện tại, Chipu trở thành gương mặt được nhiều khán giả Trung Quốc yêu mến. Nữ ca sĩ Việt sẽ tiếp tục tham gia Hello Saturday, game show nổi tiếng của đài truyền hình Hồ Nam. Theo một nguồn tin trên Weibo, số phát sóng có Chipu tham gia sẽ được quay vào ngày 15 tháng 9. Những khách mời sẽ góp mặt cùng Chipu sẽ là những nghệ sĩ rất quen thuộc và gắn bó với cô trong Đạp Gió 2023 như Trương Gia Nghê, Ngô Thiến, Amber. Bên cạnh lịch trình ghi hình cho các show ở Trung Quốc, Chipu vẫn sắp xếp thời gian để tham gia nhiều hoạt động, sự kiện trong nước. Chipu cũng vừa xác nhận trở thành sứ giả hành động cùng đồng hành với UNICEF Việt Nam. Thông qua bức thư gửi đến Chipu, tổ chức này bày tỏ mong muốn nữ nghệ sĩ sẽ cùng lan tỏa chiến dịch vì quyền lợi của trẻ em Việt Nam. Hành động bất thường của Carrick khiến fan lo lắng. Nam rapper im lặng bất thường, từ chối trả lời Trấn Thành trên sóng trực tiếp chung kết Rap Việt. Tối ngày 9 tháng 9, đêm chung kết và công bố trao giải Rap Việt mùa 3 chính thức lên sóng. Xuất hiện trong chương trình, Carrick bỗng dưng đội mũ trùm kín bưng. Khi nam rapper được xướng tên, khán giả vô cùng hoang mang khi Carrick cúi chào mà không chịu để lộ gương mặt. Chưa dừng lại ở đó, khi được Trấn Thành hỏi về cảm xúc khi góp mặt ở đêm công bố quán quân Rap Việt mùa 3, thấy em che mặt quá, em có gì muốn nói không? Carrick lắc tay từ chối chia sẻ và ngại ngùng, không biết nói gì. Hành động bất thường của Carrick khiến netizen hết sức bất ngờ và hoang mang, ngay cả Trấn Thành cũng bối rối. Thấy đàn em liên tục từ chối, Trấn Thành khéo léo, cho suy nghĩ 10 phút nha. Theo dõi chương trình trên sóng trực tiếp, không ít khán giả lo lắng cho tình trạng hiện tại của Carrick bởi đây là hành động hiếm thấy của nam rapper. Được biết, trước đây Carrick cũng từng chia sẻ rằng bản thân bị bệnh rối loạn lưỡng cực và điều này đã khiến cuộc sống của anh gặp không ít khó khăn. Xuất hiện hình ảnh Tô Trấn Thành sử dụng bóng cười, hình ảnh Trấn Thành và Harry Won sử dụng chất kích thích khiến netizen không khỏi bất ngờ. Một cô gái có tên HT đã đăng tải hai bức ảnh trên mạng xã hội, trong đó có một bức ảnh người nam giới sử dụng bóng cười trong quán bar và gắn thẻ tài khoản Instagram của vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng Harry Won và Trấn Thành. Bức ảnh này đã được chia sẻ rộng rãi trên các hội nhóm và diễn đàn mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng hoang mang về sự thật của nhân vật trong ảnh. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng nào xác thực về sự thật của thông tin này. Nhiều người nhận ra rằng cô gái HT này trước đó đã tố Trấn Thành quỵt tiền 187 triệu đồng khi đi bar vào tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên, Trấn Thành đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và cho biết không biết thông tin này bắt nguồn từ đâu. Trên trang cá nhân của HT, cô thường xuyên đăng những nội dung gây sốc và thu hút sự chú ý, nhưng không có bằng chứng để chứng minh tính chân thật của những thông tin này. Cô cũng thường xuyên gắn thẻ các nghệ sĩ khác như Ngọc Trinh và tạo ra ấn tượng có mối quan hệ thân thiết với họ. Vừa thông báo kết hôn, Puka đã lộ nghi vấn mang thai, Lan Ngọc tình tứ với người tình màn ảnh tại Mỹ, Hương Giang và những pha lật mặt như bánh tráng. Chipu tiếp tục gây bão mạng khi tham gia game show nổi tiếng tại xứ Trung. Hành động bất thường của Carrick khiến khán giả lo lắng. Xuất hiện hình ảnh Tô Trấn Thành sử dụng bóng cười. Bản tin hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.